Xin chào các bác nhé. Bây giờ là hơn 8 giờ của ngày 8 tháng 12 năm 2022. Đấy, đầu giờ em lại lên clip giới thiệu cho các bác về điều hòa. Giới thiệu các bác con điều hòa Panasonic viền đen nhé. Con này là đầu 56, 20.000 BTU. Đây là những cái công nghệ mà không thể thiếu được của dòng Pana viền đen. Đấy, đầy đủ tính năng nha các bác nhé. Đấy, với mấy ngày vừa qua thì thời rét rét, và ngày hôm nay em thấy là nhiệt độ đã âm lên rồi. Đấy, thì các bác cần máy giặt hay điều hòa, các bác cứ liên hệ ủng hộ em nhé. Đây, em chỉ bán những cái mặt hàng tuyển chọn cho các bác thôi. Đấy, giới thiệu các bác con máy điều hòa VIP tuyển chọn của em. Đấy, các bác có nhu cầu thì các bác có thể đến xem hàng trực tiếp tại nhà em luôn, 90 Phan Đăng Lưu, thị trấn Điện Biên, thành phố Hà Nội, hoặc là 94 Phan Đăng Lưu. Em có hai cơ sở, một bên là kho, một bên là nhà kho chứa hàng của em. Đấy, thì các bác có nhu cầu các bác cứ đến xem hàng trực tiếp. Đấy, còn các bác ở xa thì các bác theo dõi kênh thì các bác cứ liên hệ qua số điện thoại của em. Đấy, đây là cục lóng này, cục lóng ở đây và dàn lạnh ở đây. Máy rất là sạch sẽ và đẹp. Em chỉ bán mặt hàng tuyển thôi. Với tính năng con này thì các bác biết là có mặt dâng này, autoclave rộng ràng, và cái cô Navi tiết kiệm điện, nano khử khuẩn, khử mùi nữa nhé, tự động vệ sinh lưới, cảm biến thân nhiệt đầy đủ hết của dòng điều hòa VIP này. Có vậy bác nào quan tâm thì các bác cứ liên hệ. Với con này thì các bác có thể lắp được những phòng từ 25m, từ 35m2 về đến 25m2 chạy ok các bác nhé. Như tuy nhiên thì nó còn phụ thuộc vào cái phòng nhà bác có mất nhiệt không. Thì về cơ bản thì ở mùa này ấy, thì chúng ta chỉ cần chạy chiều ấm thôi, tức là chạy chiều nóng. Những bác ngày hôm qua ngày hôm kia em có đi thi công lắp đặt cho mấy bác khách thì bác bảo là thích thật, dùng điều hòa Nhật chạy chiều ấm đáng nhẽ là phải lắp từ lâu rồi. Đấy, thì bởi vì cái cũng có thể là rất nhiều người biết về những cái dòng điều hòa Nhật, nhưng để trải nghiệm thì cũng không có nhiều. Đấy, những người nào thực sự là đích mục sở thị, tức là gì ạ, tức là đã sử dụng qua, đã và đang được sử dụng, thì các bác mới cảm nhận được cái rõ rệt cái chất lượng, cũng như là cái chiều nóng cũng như chiều lạnh, tức là chiều mát ấy, của điều hòa Nhật nó khác với của chúng ta rất nhiều. Đó là lạnh về mùa hè thì lạnh không khô da. Đấy, và chạy êm, đổ lạnh rất là dễ chịu. Đấy, nó không bị sốc nhiệt so với những cái điều hòa của chúng ta. Trên thực tế thì các bác rồi trong những cái ngành điện lạnh thì, như bọn em gọi đó là, đây mình đích thực là điều hòa, còn kia đó là máy lạnh, tức là bật phát là lạnh luôn. Lạnh kinh khủng. Đấy, như những cái dòng máy Nhật thì nó sẽ rất là lạnh, rất là từ từ, nó không lạnh ngay. Cho nên là các bác muốn mua máy lạnh thì các bác cứ ra siêu thị, hoặc là mua những cái dòng cửa hàng Việt Nam Fuliki hay là những cái dòng thương hiệu khác. Đấy, nhưng mà điều hòa Nhật thì nó sẽ đem lại cái giá trị khác so với những cái điều hòa chúng ta rất là nhiều. Đấy, đấy là về chiều lạnh, và về chiều ấm thì nó ấm rất là dễ chịu. Đấy, còn cái tính năng tiết kiệm điện thì các bác khỏi bàn cãi rồi. Đấy, bởi vì em qua trải nghiệm, qua nhiều năm làm nghề, cũng như là qua nhiều năm em bán hàng, thì có những cái phản hồi cũng như là bản thân gia đình em hầu như là 100% dùng đồ Nhật hết, nên là em dám khẳng định với các bác rằng là đánh giá rằng là những cái điều hòa Nhật hoặc là những cái sản phẩm Nhật tức là nó có một cái giúp rất chi là khi các bác dùng rồi ấy, em nói rằng là các bác dùng rồi các bác thấy là cái nói là đúng là gọi là cái độ nghiện, không muốn dùng một bất kể cái hàng khác. Đấy là riêng về đồ gia dụng Nhật nhé các nhé, bởi vì em chuyên ngành về đồ gia dụng điện lạnh, thì có điều hòa, máy giặt, tủ lạnh, tất cả những sản phẩm khác liên quan, nồi cơm, bếp từ hay là máy lọc không khí, máy hút ẩm. Đấy những cái tiện ích. Đấy, rồi những sản phẩm thì em cũng rất nhiều, em bán quanh năm. Đấy, các bác cứ có nhu cầu về cái sản phẩm gì các bác cứ liên hệ đặt hàng theo cái nhu cầu của nhà mình. Với em không thể tiện đây em không thể quay hết một các sản phẩm cho các bác được,
Bởi vì cái không gian thì em nó trong nhà nó cũng hơi tối, quay nó khó nhìn là một cái nhất, cái hai nữa là nó cũng chật. Đấy, nó không rộng như những nhà các bác. Ví dụ như là ở quê ở nông thôn thì bày ra nó rất là rộng, rất dễ quay, ở đây nó khó hơn. Đấy, nên là em cứ lên video từng cái chi tiết, để các bác nào có nhu cầu thì các bác cứ liên hệ ủng hộ cho em những cái sản phẩm thiết thực với gia đình nhà mình. Đấy, rồi đầu giờ thì em giới thiệu các con này thì bác nào quan tâm thì liên hệ thì ủng hộ cho em. Giá mùa này thì giá rất là hấp dẫn và mềm hơn so với mùa hè, tiền triệu luôn. Đấy, bác nào quan tâm thì liên hệ ủng hộ. Vâng, xin chào các bác.